năm nha. Một làm bi mỗi cây mã 95 còn không ăn chơi. Mã 95 thì như cây bằng lăng hả? Mã 95 không biết hồi nào đó. Anh nãy nó 15 cho nó về nhà ăn và chịu dưỡng. Dạ cây gan anh ha. Dạ rồi, ok luôn anh. Chốt lấy lọt luôn. Chờ mãi tới giờ này hết giờ anh Hải không có cái nào. Anh Trà Vi. Ăn bữa. 129 rồi. Là anh Hải chốt, còn anh Trà Vi hỏi là cây 95 đó là mai chú thủy còn không? 95 mai kia. Còn à dạ để em hỏi anh Sang cái em báo lại anh nha. Tại ngủ. Dạ rồi chốt cho anh Khải mã số 129 nha. Anh Khải ủng hộ lấy lọc luôn á, chứ gan anh Khải cũng khá là nhiều rồi. Dạ rồi mã số 195 nha. Còn. Một. Dạ còn. Cái đó mấy tiền? Số lượng. Dạ cây mai chú thị đó còn á 650. Cây kia 6. Rồi cây này có hoàn là 16 nè. Cây cao là 70 nha. Bầu đất là 34. 34 nhân cho 23 bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Cây này nhà vườn xin giao luôn là 600k bao ship luôn nha. Dạ, cây áo trắng thì mua bao ship. gộp cho anh Trà My xem. Thì xét thì cũng chốt, thì cứ chốt 600 cho anh đi. Dạ rồi em chào anh Hó nha. Rồi gộp cây đó cho anh Trà My 600 anh. Đúng rồi, gộp 600 nha anh. Dạ rồi mã số 195 nha, 600k bao ship cho cây bằng lăng tím lá nhỏ này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.